tiểu sử diễn viên Lê Bella. Lê Thị Bella thường được biết đến với nghệ danh là Lê Bella, là một nữ diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh kiêm diễn viên kịch nói nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là ngôi sao thực lực của truyền hình Việt, được biết đến sau các bộ phim như Cổng Mặt Trời, Ở Lại Thế Gian, Hoa Nắng, Người Tình Bí Ẩn. Gần 20 năm tham gia diễn xuất, Lê Bella đã góp mặt trong hơn 40 bộ phim lớn nhỏ và gặt hái được những thành công nhất định. Lê Bella sinh ngày 20 tháng 10 năm 1987 tại tỉnh Đắk Lắk, là một người con của núi rừng Tây Nguyên. Lê Bella lớn lên trong gia cảnh khó khăn, bố mẹ đều là lao động chân tay. Từ bé đã tự lập, nên trong tiềm thức của mình, cô phải lao động, nỗ lực chứ không có suy nghĩ sống dựa vào đồng tiền của người khác. Hiện tại, cô sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhỏ, khi theo mẹ lên rẫy, không ít lần cô bé Lê Bella cất tiếng ca giữa núi rừng lộng gió, hay những lần cô đã bắt chước diễn y hệt người khác, làm cho mọi người cười nghiêng ngả. Lê Bella có năng khiếu diễn xuất, cô nuôi trong mình những mơ ước làm diễn viên từ rất nhỏ. Có năng khiếu diễn xuất, gương mặt hiền lành, Bella đã nhiệt tình năng nổ tham gia các phong trào văn nghệ văn hóa của trường. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Lê Bella đã quyết định khăn gói từ quê hương Đắk Lắk xuống đất Sài Thành để quyết tâm thi vào trường cao đẳng sân khấu nghệ thuật để thực hiện ước mơ của mình. Một tháng sau, cô nhận được thông báo trúng tuyển. Cảm xúc lúc ấy dường như vỡ òa, không thể diễn tả bằng lời. Cô hò hét và cầm tờ giấy báo chạy khắp nơi khiến cả xóm náo loạn. Với cô, đó là một kỷ niệm đẹp và nhớ mãi. Trong làng phim ảnh, nữ diễn viên này vốn là người khép mình. Thời còn ngồi trên ghế giảng đường, Lê Bella rất siêng đi cắt tinh, với hy vọng được thực hành những gì mình đã học. Cô tự nhận mình là người không biết chăm chút bề ngoài, chỉ biết đưa chất mộc và sự chân thật của mình ra, và nghĩ rằng điều đó sẽ chinh phục được mọi người. Nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng sân khấu nghệ thuật, Lê Bella bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình. Khởi đầu, cô đã tham gia các buổi casting phim, nhưng vì chưa có nhiều kinh nghiệm, Lê Bella đã rất thảm. Bị sốc, cô nhiều lần sử dụng thuốc an thần để trấn an tinh thần. Năm 2008, sau quãng thời gian dài cố gắng, Lê Bella đã có cho mình vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình Giấc Mơ Cổ Tích. Sau thành công của bộ phim này, cái tên Lê Bella được biết đến nhiều hơn trong công chúng. Sang năm 2009, Lê Bella được chọn đảm nhận vai Tùng, một trong những cô sinh viên của bộ phim truyền hình Cổng Mặt Trời, do Nguyễn Dương làm đạo diễn. Phim xoay quanh cuộc sống của những cô cậu học trò thời sinh viên, khi họ còn là những con người trong sáng, ngây thơ và tinh nghịch. Dù vậy, nhiều người cũng vấp phải những biến cố trong cuộc đời, tưởng như sẽ ngăn bước họ đến với tương lai. Nhưng sau cùng, họ vẫn trưởng thành và có được cho riêng mình những bài học để bước vào đời, với một tâm thế khác trước. Có thể nói đây là vai diễn hoàn toàn phù hợp với nữ diễn viên này, nên cô không cần diễn nhiều, chỉ cần đưa chất mộc và tâm huyết của mình vào vai diễn. Và lẽ dĩ nhiên, cô sinh viên cá tính học giỏi, vai Tùng của Lê Bella đã chinh phục được khán giả, là một trong những bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp của cô, giúp cô được khán giả yêu quý. Qua vai diễn này, cô đoạt giải top 5 giải Mai Vàng tại giải HTV Awards năm 2011. Năm 2012, cô tiếp tục lọt vào top 3 giải HTV Awards với vai Hạ Vi trong phim Ở Lại Thế Gian. Thành công trong sự nghiệp của Lê Bella là khi cô giành được giải thưởng HTV Awards năm 2013. Lúc này cô vào vai Nguyệt trong phim Thời Gian Để Yêu và vai Trà trong phim Cá Cược Cuộc Đời. Từ đó đến nay, cô tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình ấn tượng. Có năm cô tham gia từ 3-4 bộ phim khác nhau. Ngoài lĩnh vực phim truyền hình, Bella còn tham gia đóng phim điện ảnh và các chương trình vở kịch. Mới đây nhất, Lê Bella góp mặt trong phim Tiếng Sét Trong Mưa, Bão Ngầm, Có Hẹn Với Yêu Thương, Khu Vườn Bí Mật và phim điện ảnh Chuyện Ma Gần Nhà, Bóng Đè. Là gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả truyền hình,
Lê Bella còn tham gia diễn xuất trên sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, sân khấu kịch 5B, sân khấu kịch Hồng Hạc. Cô từng chia sẻ, thật ra, tôi cực kỳ yêu sân khấu, bởi nơi đây được xem như là thánh đường của người diễn viên. Khác biệt giữa sân khấu và phim ảnh là cảm xúc được liền mạch và khó hơn. Khi đóng phim, người diễn viên có đóng không tốt có thể diễn lại, nhưng sân khấu thì phải diễn một mạch. Nếu lỡ có diễn sai sẽ không biết cứu chữa như thế nào, nữ diễn viên này chia sẻ. Từng trải qua giai đoạn khó khăn, thất vọng trong sự nghiệp, Lê Bella giờ đây khiến nhiều ngưỡng mộ khi có được một vị trí vững chắc trong lòng khán giả. Ngoài ra, cô còn có một gia đình nhỏ êm ấm với sự ủng hộ, chia sẻ từ người chồng cùng cậu con trai kháu khỉnh. Đó là một cái kết viên mãn dành cho những cố gắng và nỗ lực của nữ diễn viên có cái tên đặc biệt, Lê Bella. Sau bộ phim Cổng Mặt Trời, nữ diễn viên này tiếp tục để lại dấu ấn qua các bộ phim như Giấc Mơ Cổ Tích, Ở Lại Thế Gian, Người Tình Bí Ẩn, Dốc Sinh Tồn. Bằng lối diễn mộc mạc, tự nhiên Lê Bella liên tục lọt vào đề cử của hàng loạt giải thưởng uy tín như Giải thưởng truyền hình HTV, Mai Vàng. Vai Nguyệt, cô gái đầy tham vọng, thủ đoạn trong phim Thời Gian Để Yêu đã giúp Lê Bella giành chiến thắng ở hạng mục nữ diễn viên chính được yêu thích nhất tại giải thưởng HTV Award năm 2013. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên vẫn tham gia đóng phim, nhưng với tần suất ít hơn. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc cũng như chơi cùng con trai cưng. Trên trang cá nhân, Lê Bella đăng tải rất nhiều hình ảnh đi chơi, đi du lịch của hai mẹ con. Thời điểm dịch bệnh, cô cũng về quê nhà Đắk Lắk để nghỉ dưỡng và không quên chia sẻ sự lạc quan, hòa mình vào thiên nhiên, núi rừng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên sinh năm 1987 cũng tích cực trong công tác thiện nguyện giúp đỡ những người khó khăn. Mãi cho đến tận bây giờ, khi đã trở thành một diễn viên được nhiều người biết đến, thì Lê Bella vẫn giữ riêng cho mình một chất mộc cao nguyên đặc trưng. Giản dị trong những bộ quần áo gọn gàng, đơn giản, mộc mạc trong lời ăn tiếng nói và thẳng thắn, chân tình trong cư xử. Tình yêu nghệ thuật của Lê Bella bắt nguồn từ tình yêu quê hương đắm say với mảnh đất nắng cháy đất đỏ Ba Giang, những con đường đất đỏ, ánh mặt trời nắng đỏ cùng những rẫy cao su, cà phê bạc ngàn. Những ngày theo mẹ lên rẫy đó, không ít lần cô bé Lê Bella đã cất tiếng ca giữa núi rừng lộng gió. Nhưng hoàn cảnh gia đình lúc đó khó khăn với năm anh chị em, Lê Bella chỉ dám len lén nghĩ về giấc mơ với nghệ thuật trong đầu, chứ không dám nói với ai. Thỉnh thoảng cô cũng tham gia văn nghệ ở trường để thỏa niềm đam mê. Còn ở nhà, mỗi khi xem chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần là cô bắt chước diễn theo y hệt, làm cả ngày cười nghiêng ngả. Về đời tư của nữ diễn viên. Ngày 31 tháng 5 năm 2012, Lê Bella đã kết hôn cùng đạo diễn Lê Hoài Thanh. Hai người quen nhau khi cùng tham gia bộ phim Cổng Mặt Trời, khi đó Hải Thanh làm phó đạo diễn. Hai người có với nhau một con trai, tên là Khai Tâm, sinh năm 2015. Sau khi sinh con, chuyện gia đình của Lê Bella trở nên trục trặc. Cô đã quyết định ly hôn vào năm 2016, sau 4 năm chung sống vợ chồng. Lúc này không báo chí hay truyền thông nào biết, vì Bella là người rất kín tiếng. Mãi đến năm 2020, tin đồn ly hôn mới nổ ra, nhưng nữ diễn viên không hề lên tiếng gì về điều này. Bella cũng cho biết cô nuôi con sau khi chia tay chồng và không muốn dây dưa bất kỳ mối quan hệ nào với chồng cũ. Đây cũng là sự tôn trọng mà cô dành cho chồng cũ của mình. Năm 2019, Lê Bella tái hôn với một người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến cuối năm 2021, cô hạ sinh con gái. Hiện tại, bản thân Lê Bella đang rất hạnh phúc với những gì mà cô có trong cuộc sống hôn nhân. Dù trước đó từng bị cư dân mạng chỉ trích vì tái hôn nhanh chóng, nhưng Bella đều bỏ ngoài tai mọi thứ. Chồng mới là người chu toàn, từ công việc kiếm tiền, thời gian dành cho gia đình, tình cảm và âm thầm chăm sóc gia đình. Ở bên anh, cô luôn thấy mình đáng yêu, là công chúa được yêu thương. Chính vì vậy, nên cô muốn giấu kín thông tin để mọi người trong gia đình đều được thoải mái nhất, sống bên cạnh nhau vui vẻ và không bị phân tâm vì mạng xã hội. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh Thế Giới Người Nổi Tiếng.
xin chào và hẹn gặp lại.